Rồi, thân thật xin chào tất cả anh em đam mê nha. Thì có rất nhiều con xe hay bị nứt những cái chỗ này nè anh em ha. Là cái cản của mình nó bị lắc. Anh em biết lý do vì sao không? Vì anh em á dựng chống giữa nhưng mà nắm cái cản này nè, nó không đúng theo cái cách nắm để nó bảo quản được cái này ha. Thì thường anh em nắm ngay đây nè, giật lên nhiều lần như vậy, lâu năm như vậy thì nó sẽ có hiện tượng là bị nhóm hai cái chân ốc này nè. Thì thường những con xe riêng đó ha, mà bị cái này là uổng lắm ha anh em ha. Đó, nó sẽ mất giá trị. Và hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em cách dựng xe đúng cách, cũng giống như là cách bảo quản con xe của mình cho nó hoàn hảo mãi ha. Cách mà dựng chống giữa để bảo quản bị nhóm ốc nha. Thì bây giờ đầu tiên nè, anh em đạp nha. Đạp này, quay đây. Đạp. Rồi, anh em nắm ở đây. Và cái chân này anh em đặt mạnh xuống, chứ đừng bao giờ nắm ở đây giật lên nha. Nắm ở đây giật lên á, lâu ngày nó sẽ hư hai bên ốc này nè. Mình nắm ở đây, mình đạp mạnh cái giò này xuống, tự động cái xe nó sẽ nhảy lên. Anh em xem này nha, nè. Rất nhẹ nhàng đúng không? Tất cả các dòng xe luôn. Những con xe mà anh em đi, những con xe mà nó càng nặng thì cái bát này nè, nó sẽ càng dài. Giống như những con ếch hắt á, nặng á, bát này càng dài, biết chi không? Để mình dùng lực để đạp cái cần này nè, chứ không phải là dùng tay để giật cái cản lên đâu nha. Đó. Thì nhà sản xuất người ta có làm để cho mình biết để mình dựng á, tại vì mình không có nghiên cứu thôi. Rồi nhớ nè, xe càng nặng thì cái này nó sẽ càng dài. Anh em để những con nắp nó coi, có phải nó dài hơn những xe bình thường không? Rồi đạp mạnh xuống nè, một ngón thôi Thạch cũng thể dựng được con xe này anh em tính đâu nè, thấy chưa? Rồi đây là sự chia sẻ để cho những anh em đam mê bảo quản được cái con xe Sài Gòn của mình. Những con sườn lốp riêng đẹp bị nhóm hai cái cản này á, đau lòng. Rồi nếu như anh em muốn biết nhiều về dòng xe Sài Gòn, cũng giống như là cách chăm sóc, cách bảo dưỡng nè, cách bảo quản nè, cách khắc phục những sự cố mà hai thì mang đến cho anh em, thì hãy follow kênh.